Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục với cái series là không sao với 6 sao. Nhưng mà lần này sẽ là phiên bản default các bạn. Tụi mình sẽ mỗi người sẽ sử dụng một cái phương tiện, sau đó sẽ là một cái chiến default. Và ở đây là mình có tất cả là 7 cái lá ha các bạn ơi. Từ 0 cho đến 6. Không sao, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 lá ha. Cứ ai bóc vào cái lá hâm có số sao và số tiền gì thì sẽ đi phượt với số tiền đó nha bạn. Ví dụ như mình mà vào 5 sao thì mình sẽ đi phượt với 5 triệu. Nó đơn giản vậy thôi. Bỏ vào đây. Xào lên. Rồi ok. Cho toàn bóng trước luôn nha. Đứng bên trái bóng trước luôn. Rồi 1 sao. Rồi toàn nó sẽ đi phượt với 1 sao, tức là nó sẽ có 100k các bạn. Rồi tiếp theo là Tú. Nhìn mấy bạn rồi chuẩn bị có một nụ cười rạng rỡ em. Ôi. Rồi Tú được 3 sao. Nó sẽ đi phượt với 1 triệu các bạn. Rồi tiếp theo là Quang. Nay nhân phẩm em lên lắm. Rồi An nó sẽ 4 sao, nó sẽ có chiến phượt với 2 triệu. Rồi tiếp theo là Dĩ. Vậy nó sẽ có là 2 sao. Nó sẽ có chiến đi phượt với 500k. Và cuối cùng là mình nha. Mình sẽ nhắm mắt và lộn lần lần. Lộn sao lần lần nữa. Rồi như cầm lên. Ok. What the giống như là dàn dựng vải luôn các bạn ơi. Mình cứ vô 6 sao 7 sao gì kiếm là tiêu rồi. Lại có nhiều bạn là bình luận là mình dàn dựng. Tụi mình đã cố gắng là quay one shot mà không cắt một cái đoạn nào hết. Mà thôi lỡ vô rồi chẳng luôn các bạn. Mình sẽ có chiến đi phượt rất là màu mỡ luôn. 6 triệu ở đâu, 6 sao với 10 triệu nha. Rồi ai 1 sao, ai sao đâu? Em 1 sao. Toàn 1 sao. Rồi ai 2 sao? Đây em. Đây 2 sao đây em. Đây hai bạn thì dắt đi chung các bạn. 1 sao với 2 sao nha. Ok, bây giờ cái đám tụi mình sẽ mua các trang bị để dành đi phượt nha bạn. 2000 years later. Và đây cái đám tụi mình đã mua sắm và chọn phương tiện để di chuyển các bạn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu phượt hủ xe đạp nha. Phượt hủ xe đạp. Toàn nó chỉ có 100k thôi bạn. 100k đồng nghĩa với việc là nó mua được một bịch đồ ăn này thôi. Không có tiền đổ xăng rồi cái kiểu các bạn. Nên nó đi xe đạp. Với lại Toàn nó chạy mấy xe máy xe điện cũng chưa rành nên nó thích đi xe đạp hơn nha. Rồi tiếp theo là Dĩ mấy sao em? 2 sao anh. 2 sao có nhiêu? 500k. Cái nón này là hết là 100k các bạn, hàng này là hàng sale. Tới 300 lượng bản sale còn có 100k à. Rồi đầu ngày có gì? Đầu ngày. Đầu ngày thì nó có bịch đồ ăn. Với lại túi ngủ luôn cái kiểu hả? Đúng rồi. Là hết 500k. À. Rồi tiền đổ xăng có chừa tiền đổ xăng không? Có chừa 50. Chừa 50 ngàn đổ xăng. Nó đi xe tay ga phải chừa 50 ngàn đổ xăng các bạn. Nếu với nó mà hết xăng thì bị bỏ rơi thôi chứ không có gì xảy ra hết nha. Rồi tiếp là bạn ăn mấy sao? Em 4 sao 2 triệu. 4 sao 2 triệu. Đồ nghề của ăn nó rất là nhiều luôn các bạn. Cũng hết không? Nhiều lắm. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nón Lord of the Sun. Chúa tể của những chiếc sân. Bao tay. Ba lô rồi cái dây đeo ngang hông nè các bạn. Rồi leo. Rồi đồ ăn thì tùm lum ra nè. Trên đây cũng đồ ăn luôn. Mấy lần trước thì cũng đồ ăn, bếp còn, đồ các kiểu luôn các bạn. Vô phượt và vô cắm trại luôn nha. Đeo cái cái này là của mấy hạng cốp các bạn. Để dành có gì mà đang đi mà hết kinh phí tiền đổ xăng đâu cái kiểu thì nó thành nghề luôn. Trời em không biết cái này có tác dụng gì đây nè. Cái đó để che nắng em. Đeo đó đủ mũi luôn. Nói chung là 2 triệu thì đồ ăn của đồ nghề của ăn nó khá là nhiều các bạn và nó chừa bao nhiêu tiền đổ xăng? Em chừa tới 200 lần. 200 ngàn đổ xăng lần. Rồi tiếp theo là mình là tới 6 sao nữa các bạn. 6 sao thì mình thật sự là quá nhiều tiền mình không biết mua gì luôn. Mình quốc áo giáp 2 triệu rưỡi. Vừa vô quốc áo giáp 2 triệu rưỡi nha. Rồi cái này cũng của ăn cốp các bạn, này dùng để tùm vô đầu á, sau đội nó full pay vô cho nó không có ra mồ hôi, nó hấp mồ hôi vô đây nè. Có khi mà đi mà hết tiền thì thành nghề rồi các kiểu rồi các bạn. Còn này là cái đồ che cổ cho nó bị dễ gặp hở, lộn che nắng các bạn, che nắng. Nó mình thì là đắt các bạn, bóng tối nha, rất là đen luôn. Full pay luôn nha. Nón này chỉ có 500k thôi, bằng giá với lại cái nón sần của ăn. Nhưng mà sừng của ăn thì nó có cặp sừng để nó mắc hơn hình như trăm mấy các bạn. Nó mà có sừng.
Nói chung là lần đầu tiên mà mình trang bị mà nó nhiều đến như vậy, về cái áo giáp, nón rồi tùm được các kiểu. Nó nóng như cái lò nha. Đầu ngày của mình thì khá là đơn giản. Bình nóng lạnh nè. Đây là cái túi này gọi là chống nước các bạn, mình đựng túi ngủ nè, liều trại, võng được các kiểu trong cái túi này. Túi này là túi chống nước. Rồi một cái ghế xếp, một cây dầu. Phía bên đây thì mình đem một cái thùng nước đá đó các bạn. Rồi áo mưa, rồi chén nĩa rồi các kiểu và nước ngọt tới cây rồi. Một bịch đó nữa, nói chung là mình sẽ có hai bịch, một bịch đồ ngờ và một bịch đồ ăn. Nói chung là mình mua hết như đây là khoảng 6-7 triệu các bạn. Mình chừa tới 3 triệu mới đổ xăng luôn nha. Vừa chạy vừa uống luôn cũng được. Rồi Tú mấy sao em? Ba sao anh. Tú là 3 sao các bạn. 3 sao thì nó có cái nón 3/4. Nón này là cũng là nón sale luôn, 100k một cái. Rồi bao tay. Nãy mình quên giới thiệu, mình Dương An cũng có bao tay luôn các bạn. Bao tay này ngay chỗ này nó có một cái cục mũ rất là cứng luôn nè. Để dành mà khi mà chúng ta mà gặp ăn cướp hay gì thì chúng ta bỏ chạy nha, muốn thấp lại nữa đâu. Tóc hài thôi. Đồ ngày có gì em? Dưới nè. Quay qua đây bảo, phía đây nè. Đồ ngày thì gồm có là túi ngủ, đồ ăn. Có liều trại gì không? Không anh. Không ngủ liều trại gì hết luôn, có túi ngủ gì không? Có cái võng. Có cái võng. Tú nó sẽ ngủ võng các bạn, không sử dụng liều trại gì hết. Tú là 3 sao, nó có 1 triệu và nó quyết định là đi xe điện các bạn. Đây là xe điện bơi ga ớt. Khi sạc đầy bình là chỉ tốn từ 2 đến 3 ngàn các bạn, không cần tốn tiền xăng. Như mấy thằng cu là nó đi mấy xe tay ga hay là xe số rồi mình rồi các kiểu mà là phải đem hết là nhiều tiền để đổ xăng các bạn, cả 100 ngàn đổ xăng. Còn đi xe điện bơi ga ớt này thì chỉ tốn 2 ngàn, chúng ta sẽ đầy bình và chạy được 120 km/h các bạn. Và tốc độ tối đa của xe điện này là 65 km/h nha. Hiện tại là cái con xe điện bơi ga ớt này đang rất là hot luôn các bạn. Có rất là nhiều youtuber cũng như những sao lớn đang sử dụng luôn. Và hiện tại là mình thấy là có cả ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Đen Trường và Quỳnh Búp Bê cũng có sở hữu cái con xe bơi ga ớt nè bạn, xe điện bơi ga ớt nha. Xe điện bơi ga ớt này thì chống nước rất là tốt các bạn, tốt hơn xe máy rất là nhiều luôn. Có những trời mưa hay gì đâu là mình có thể qua dụng những cái dụng nước cao luôn các bạn, do cái hệ thống cách điện nó nằm khá là cao. Kiểu dáng của con bơi ga ớt này thì rất là cao ráo và sang trọng các bạn, nhìn y như là xe SH luôn các bạn. Các bạn thấy nhìn y như tay ga luôn, rất là to lớn và rất là cao ráo luôn nha. Xe này thì có là khóa điện tử bạn, có cả chống trộm rồi nút báo rồi tìm xe rồi các kiểu nè. Đồng hồ thì hiển thị những cái số khá là lớn bạn, số km nè, số pin rồi đoạn đường rồi các kiểu nè. Nói chung là Tú là nó sẽ trải nghiệm đi phượt bằng xe điện với bạn. Ok đi em ơi, chạy từ từ thôi nha, tốc độ 65 được á, nhanh lắm á, chạy nhanh lắm từ từ thôi, chạy thôi các bạn. Do đi kéo theo xe đạp nên tụi mình đi hơi chậm nha các bạn. Chạy từ 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 từ. Tốc độ khoảng 30-40 km/h thôi. Với lại đi phượt thì cũng không cần đi nhanh các bạn, đi vòng vòng ngắm cảnh thôi các kiểu. Đó, Tủ thì đi xe điện. Ngang thì đi xe quay, Dĩ đi Vision. Và cuối cùng là toàn đi xe đạp nha bạn. Rồi cái đám tụi mình đến suối Trúc các bạn. Suối này mình nghĩ là có nhiều trúc, nhiều tre gì đó nên gọi là suối Trúc nha. Suối Trúc này thì ở gần Hồ Dầu Tiếng các bạn. Tụi mình hay đi Hồ Dầu Tiếng lắm, nhưng mà hôm nay là ghé thử suối Trúc nha. Review xem là trong đó có cảnh đồ như thế nào nha bạn. Ở đây người ta cũng đi đồ tắm suối đồ nhiều lắm nè. Bây giờ là khu du lịch với bạn. Đây đây có nguyên một cái suối như vậy các bạn ơi. Nước cũng ok lắm bộ. Đây đây người ta chặn rồi, ta đào ở đây cái ta chặn cái đó lại kìa. Tắm dưới đây nè. Nói chung ở đây là suối Trúc các bạn, nào mà có đi ngang Dầu Tiếng thì ghé đây chụp hình được rất là ok các bạn ơi. Ở đây có chỗ gửi xe, chỗ bán gà rồi nước uống nữa nha. Cố lên Toàn, cố lên. Chỗ này là không có đẩy được nên Toàn phải đạp và tự lực cánh sinh nha bạn. Cố lên em. Tú bỏ em hả? Cãi nó tập đi cho nó men lên em. Có phát biểu gì không? Không anh. Không hả? Không hả? Gia tinh. Nói chung là đang lên chóp tưng lắm các bạn, không đẩy nó được nha. Rồi hiện tại cái đám tụi mình tới được cái bãi đá trứng các bạn.
Mình nghĩ đá trứng là mấy cục đá mà nó giống cái trứng này, nó lợp chợm nè, nguyên một bãi rất là nhiều đá luôn. Hiện tại là nước nó dâng rất là cao các bạn. Hồi lúc mình thấy những người review trước là ra tới ngoài kia là hôm nay nước vô tới trong đây luôn rồi. Và đất bây giờ ở đây rất là ướt luôn các bạn. Tuy là nước lên láng nhưng mà người ta cũng cắm trại dọc theo bờ hồ rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây là hồ Dầu Tiếng nha. Bãi đá trứng hồ Dầu Tiếng các bạn. Đằng kia nguyên một đám luôn kìa. Quá đông luôn. Biển bình luận. Không có bình luận gì hết hả? Dạ. Cảnh sao? Cảnh được không? Được, cũng tạm ổn anh. Tạm ổn hả? À, nói chung là tụi mình tính cắm trại đây nhưng mà nước lên láng quá các bạn ơi. Nên tụi mình quyết định bây giờ làm chuyến lên Tây Ninh luôn nha. Ok, đi thôi mấy cô anh. Soạn gì luôn. Để cho vô giữa. Đúng rồi, đây để vô giữa. Đây, mặc đồ rồi vô. Không mặc cái đó vô, chúng nó nắng cái cổ, đè cái cổ là hết đẹp trai à. Đúng rồi, tùm nó vô. Trời ngáo cũng vậy. Không sao. Chầm. Đẹp trai nó cứu vớt được cái sự ngáo của nó cũng đỡ. Đó, tùm nó vô che cổ lại. Đúng rồi, che mặt luôn. Đó. Nhìn già. Trước không che sao hả? Che cái gì, thằng cãi không sao đâu. Rồi, đó vậy được rồi. Có cái kiến này nè, nó không có chống tiêu UV là nên không sao đâu. Đây còn toàn kìa, coi nhìn toàn kìa bay. Sao em, được không em? Được anh. Ổn không? Ổn tạm ổn. Đi phụ qua xe đạp ổn không? Rồi hiện tại tụi mình đến vườn nho Vansi ở Tây Ninh các bạn ơi. Nho này là nho rừng nha các bạn. Nho rừng, nho này tên rừng đem về trồng làm rượu nho rừng. Toàn đi phượt mà đổ mồ hôi dưới em. Quá mệt. Tôi chua. Ăn trái mà nó càng đen càng tốt. Giá thì hôi lùi luôn anh. Ngon quá. Cái nho rừng này là nho tên rừng các bạn. Mình đi núi đồ các kiểu là hay có mấy cái nho này lắm. Nó ăn nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Và đặc biệt là khi mà nó ngấm vào lưỡi thì nó rát, nó chát các bạn. Nó rát rát cái lưỡi. Nhưng mà ở đây là người ta hái nho này, người ta làm rượu nho các bạn. Rượu nho rừng luôn nha. Bây giờ mình sẽ ra đằng trước mình mua chai chút nữa cắm trại sử dụng luôn. Mùa này là nho nó tàn các bạn ơi, tàn rồi. Còn có mấy chùm mà. Rồi tiếp theo là khu vực nho hăng gỗ các bạn ơi. Mấy cây này là nho hăng gỗ hả? Mấy này mình có bán không chị? Có bán cây giống. À mấy cây giống vậy mình trồng là nó ra trái giống vậy đúng không? Đúng rồi. Có trái giống gì trái. Ồ, trái này được thử hả chị? Xin luôn. Ê, trời, có trái gì dứt. Đây nho hăng gỗ. Nhìn giống trái cherry ghê anh. Tròn tròn. Ok, 6 sao như mình mới được trải nghiệm cái nho hăng gỗ bạn. Chưa ăn bao giờ luôn nha. Đây ngay giữa có cái hộp giống cái muối của cái trái dâu á. Ở như muối dâu vậy đó, nó bột bột ở như dâu vậy. Còn đây là thịt của nó các bạn. Không ăn được hả? Nó chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà ngọt nhiều hơn chua. Nhưng mà các tiếng là nguyên một khu vườn là có con trái các bạn ơi. Mấy cây kia sống nhàn à. Rồi mình sẽ được ăn miễn phí khoai mì với lại uống thử mặt nho rừng nha các bạn. Đây mặt trái nho rừng với lại rượu nho rừng, mình sẽ mua hai chai này thôi với lại ăn khoai mì nha. Khoai mì này miễn phí, ăn cứ ăn đi. Rồi cả đám tụi mình tới núi Tây Ninh các bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ đi hướng hồ núi đá hoặc là Mai Hiên Lãnh nha. Bây giờ dạ. Đường khá là tưng các bạn ơi. Rồi tụi mình đến hồ núi đá các bạn của Tây Ninh nha. Hồ này thì người ta để biển là sâu lắm không cho tắm nha các bạn. Đây hồ rất là rộng luôn các bạn ơi. Bên kia thấy có người ta cắm trại bằng xe này kia luôn kìa ha. Wow. Phía muốn đằng đó là núi Tây Ninh. Còn phía bên đây là Mai Hiên Lãnh các bạn. Còn đây là hồ núi đá nha. Rồi hiện tại là trời đó. Mưa
Rồi đang mưa thì ông nội dĩ ông bị bể bánh xe các bạn ơi. Này thì chạy xe đổ bánh đồ vô nè. Trời mưa mà còn bể bánh xe nữa. Không có gục cái hai luôn hả? Đúng rồi, không có gục hai nữa chứ. Thôi nghe gục đi. Bây giờ còn tiền giá bánh xe không? Cái này nhiêu tiền anh? Anh ơi cái này nhiêu tiền anh? 20. 20? 20. Lấy 20 ra. Còn dư mà. Còn 50 không ta? 20. Rồi, 50 nha. Rồi, kỳ này ở lại rửa bánh xe rồi. Rửa hết bánh xe luôn rồi. Rồi, hiện tại là cái đám tụi mình là đến được khu nhà hoang các bạn ơi. Hoang tàn tới mức mà mình thấy nó có rất là nhiều mấy cọng lá luôn. Đây, như cây cột các bạn thấy có mấy cái chấm đen đen không? Đó là cái ổ ong nó mới vừa làm các bạn. Mình thấy mắt hình con rồi vậy. Mắt hình con rồi. Sao kìa, sao còn 2 con hả? Còn phía trên đây là có 17 con nè các bạn. Và đặc biệt là phía mấy cái hành lang đằng đó thì nó còn nhiều hơn nữa. Nên tụi mình quyết định là không có đến cái khu vực đằng đó các bạn. Đây, nó làm rất là nhiều luôn, nhà hoang mà. Bên trong thì bàn ghế dùm lum thôi bạn, nhưng mà khu này hoang tàn rồi. Ông rất là nhiều, đây kế bên mình mới đứng sau lưng mình 7-8 con nữa nè. Rất là nhiều luôn. Chỉ có ngay thềm ba này là không có ong thôi các bạn. Nên cái đám tụi mình là sẽ làm ở đây nha. Hiện tại là xe của thằng Tú với lại thằng Toàn là gửi xuống nhà dân ở dưới phía kia các bạn để sạc pin nha. Còn xe máy tụi mình là để đây, tụi mình sẽ cắm trại ngay hiệp 3 này nha các bạn, ngủ cái hiệp 3 này nha. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Rồi bây giờ mình sẽ review đồ ăn của từng người và cả đám tụi mình chế biến đồ ăn nha các bạn. Đầu tiên là Toàn. Mấy bịch này gom lại, mai đem về. Đây bạn Toàn của chúng ta là có 100k. Nó mua được cái áo mưa 5k. Rồi dùng áo mưa này để chảy ra dưới sàn các bạn, nó sẽ ngủ dưới sàn nha. Rồi đồ nghề gồm có là một chai Revive nè, một chai C2 nè, một lon bò hút, một chai nước suối, một hũ mì Hảo Hảo, bánh ăn liền bon, và cuối cùng là nách vị cua. Đó, nói chung là toàn nó có 100k đồ nghề nó chơi nhiêu đây thôi nha bạn. Rồi tiếp theo là cu dĩ 2 sao. Đồ nghề của nó sẽ có là một cái áo mưa 5k, nó cũng chạy chung với thằng Toàn. Nói chung là hai anh em nó là tối là ngủ chung với nhau các bạn, ôm nhau ngủ cho ấm. Và đồ nghề của cu dĩ thì nó ở đây nha, thiếu dầu ăn. Không sao mình sẽ review luôn. Gồm có là hai chai nước suối nhỏ nè, bỏ xuống. Một lon bò hút, hai hũ mì, xúc xích. Nói chung là vậy, nó thích ăn xúc xích. Rồi cái muỗng cho nít ăn, hai hũ cá hộp nha bạn, hai hũ cá hộp. Rồi tiếp tục là xúc xích loại bự hơn, Milo, bò hút, bánh mì sandwich biến dạng, và cuối cùng đây này, và cuối cùng là trà sữa, trà matcha các bạn. Đó, đồ nghề của chị là nó có 500k, nó chơi như vậy thôi các bạn. Nó mua vô đây và để dành tiền đổ xăng. Rồi tiếp theo là cu Tú 3 sao với 1 triệu đồng. Nó đi xe điện Biga các bạn. Nó không đi xe máy, đi xe điện nha. Xe điện kìa sạc pin dưới kia rồi. Đồ nghề của cu Tú sẽ có là này là cái võng các bạn. Cái võng. Võng này hình như là 100 mấy nè. Mà nó không dùng để văng võng mà nó lót xuống dưới sàn nó ngủ các bạn, nó không văng võng nha. Rồi đồ gà đồ ăn thì có là hai chai C2, ba chai C2, hai hũ mì Hảo Hảo nè, táo, chitin, Milo, hai hũ xúc xích. Nói chung là mấy thằng cu nó khoái xúc xích đó mấy bạn. Rồi cà phê sữa, muối Tây Ninh để ăn với táo, và tiếp tục là xúc xích. Ba thằng cũng kế nhau mà nó ăn xúc xích nữa. Rồi xì nách. Và cuối cùng nước suối. Nói chung là đồ nghề của con Tú là với 1 triệu phải nó mua đồ ăn cũng... Nói chung là như đây là ăn là phung phí luôn các bạn, rất là ngon nha. Rồi tiếp theo là cu ăn.
4 sao với 2 triệu các bạn. Nó sẽ có là một cái liều ăn nó hết củ liều các bạn. Nó dặn cái liều đó, tụi nó ba bốn hàng tụi nó ký sinh quanh cái liều của con ăn, nên nó phải chuẩn bị đồ ăn phía bên đây. Đồ ăn thì cũng khá là nhiều các bạn, 2 triệu nó mua đồ ăn khá là nhiều nha. Còn có là tương ớt chin su nè, chấm hỏi bắp cải nè, mì biết dạng, cà phê sữa, revive, hai chai revive, nước suối, muối tây ninh, phô mai kéo sợi, xúc xích, xoài, khoai lang, bánh mì sandwich, chôm chôm, bơ, rồi nói chung đây nó đang chuẩn bị làm món xúc xích chiên gì nữa các bạn. Rồi dao nĩa rồi các kiểu nha. Và bên đây là nó sẽ có là một cái chảo và bếp cồn nha các bạn. Rồi, hết rồi. Nói chung là ăn nó đem đồ gời heo để nấu nướng luôn nha. Còn mấy thằng cu đằng kia là nó sẽ ăn xúc xích thôi các bạn. Ba thằng ăn xúc xích. Rồi tiếp theo là mình với 6 sao các bạn. Mình thì ngủ võng các bạn. Đây là cái võng tiện lợi chăng qua cho nó ngủ. Bên trong võng thì mình có một cái túi ngủ nha, ngủ túi ngủ và chăn võng. Phía dưới đây thì mình sẽ có là nước đá nè, một thùng nước đá, tấm hớt, dao, đĩa, muỗng. Còn cái này là cái ly các bạn. Đây là cái ly lắp ráp nha. Thịt xông khói, cà rốt, đậu que, tỏi, bắp, xúc xích. Nói chung cả đám mình thích các loại xúc xích bạn ơi. Bánh mì sandwich, rồi một cái chảo, rồi còn cái này là cái bình nước đá của mình các bạn. Mì hảo hảo nè, cơm ăn liền các bạn. Cơm này chúng ta chỉ cần hâm lên là ăn nè. Còn này là cháo ăn liền cũng của Hàn Quốc luôn, cháo ăn liền. Một cái dĩa Doraemon, hai lon Monster, nước tương chin su, dầu ăn, rồi Coca-Cola, muối tiêu, hai chai nước suối Satori, táo, rồi một chai nước nho các bạn, nước nho chứ không phải là rượu nha, nước nho. Đằng đó thì mình có một cái ghế với lại con dao sinh tồn các bạn. Nói chung là đồ nghề của 6 sao của mình thì mình mua cũng đơn giản vậy thôi các bạn. Vô siêu thị nhiều tiền quá không biết mua gì, mua đại vậy thôi. Bây giờ cả đám tụi mình sẽ chế biến đồ ăn và ăn tối các bạn, trời 7 giờ mấy rồi luôn rồi. Rồi ok, đầu tiên là một sao ăn trước các bạn. Ăn gì em? Em ăn bánh mì với uống C2. Ăn bánh mì ngọt với uống C2. Đúng rồi. Ăn hai món. Còn thấy còn hảo hảo để sáng mai ăn hả? Đúng rồi, hảo hảo sáng mai. Với ăn snack nữa. À giờ ăn bằng 3 món luôn, bánh mì ngọt, bánh mì ngọt, snack với lại uống C2. Còn ngày mai thì ăn mì với lại uống mì vai. Nói chung là nó tính hết rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là cu 2 sao. Ăn gì em? Dạ tối là em ăn bánh mì sandwich với gì? Cá hộp. Cá hộp bắt cô gái với xúc xích. Đù. Sữa Milo. Wow, quá đã. Ăn gì phong phú chứ hả? Rồi sáng mai còn gian không? Còn anh tự một nồi đồ ăn không thiếu. À, nó chủ yếu là nó mua đồ ăn thôi bạn, nó có 500k liền. Nó không hề mua đồ nghề gì nhiều hết, nó chỉ mua đồ ăn thôi. Nó mua có cái ao mưa để nó ngủ thôi à. Hên là mình kiếm được cái nhà hoang này, chứ không có nhà hoang này là nó ngủ áo mưa nó ngủ ngoài trời luôn à. Nói chung là vậy, nó khoái cái món gọi là bánh mì sandwich mà nó chấm cá hồ các bạn. Trời ơi, ăn cái mũ con nít kìa. Rồi ăn thêm xúc xích nữa. Wow. Trời ơi, hết sảy luôn. Hết sảy 37 luôn. Quất nữa mà. Nãy giờ mình mới để ý là nó có cái chữ Z gì ngay đầu luôn các bạn. Hả? Ê, em đọc hay không? Thấy anh nè. Chữ Z tức là Zero. Zero nine. Rồi tiếp theo là 3 sao. Tú 3 sao ăn gì em? Xích tiêu. Chấm hỏi. Gì 3 sao gì ăn hu thằng 1 sao nữa là sao? Bánh nè anh, bánh bự chà ba luôn. Bánh xì nách khoai tây. Uống cà phê sữa. Ăn 3 cây xúc xích. Giống 3 cây nhang quá hả? Rồi ăn thêm xúc xích lắc cao bồi nữa. Nói chung là Tú là nó ăn đạm bạc các bạn, đạm bạc hơn thằng 2 sao luôn nha. Ăn xúc xích với lại ba xì nát thôi à. Còn mình thì 4 sao thì mình làm món xa xỉ nha các bạn. Đây là món mình học được trên mạng, nhìn ngon lắm. Đó là xúc xích chiên với phô mai. Và mình tối mình sẽ ăn thêm
mì bò và uống hai len nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chiên xúc xích lên. Đầu tiên là mình sẽ cho bơ Trường An vào trước nha các bạn, kẻo nó cháy nồi. Và mình thấy bơ nó cũng tan hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ xúc xích lên. Sau đó thì mình sẽ đảo bốn mặt luôn nha các bạn cho chín. Còn mình sẽ bỏ phô mai lên cho phô mai tan ra, rồi mình sẽ bỏ cây xúc xích lên nha các bạn. Wow, nhìn ngon chưa kìa. Rồi giờ mình sẽ bỏ cây xúc xích lên trước. Mình sẽ làm trước một cây nha. À, đây là thành phẩm của mình rồi các bạn. Xong hết rồi nha. Mình quên đem đường rồi nha các bạn. Nên thôi mình sẽ xịt tương ớt lên. Mình ăn thử luôn. Nó nhiễu. Mình ăn á, mình toàn nghe mùi của phô mai không à. Không nghe mùi xúc xích luôn á, chứ tương ớt thôi. Chắc mình bỏ nhiều phô mai quá mấy bạn. Nhưng mà ăn cũng được, ngon. Rồi mình sẽ làm món cơm chiên Dương Châu mấy bạn. Mình sẽ xắt cà rốt. Mình có biết sao sắt nữa, thiếu dao bào các bạn ơi. Đi vội quá nên làm đại luôn nha. Mình làm cho đủ một mình ăn thôi nha các bạn. Đứa nào cũng có đồ ăn hết rồi. Bên kia người ta cao kê quá trời luôn các bạn ơi. Ở đây mình ở gần nhà văn. Đó, sắt hạt lựu. Sắt đậu que luôn nha các bạn. Rồi cái này là thịt xông khói bạn, mình sẽ xắt nhỏ thịt xông khói ra nha. Rồi mình sẽ biểu diễn là món cơm chiên Dương Châu phong cách Long Vlog các bạn. Đầu tiên mình sẽ xé cồn ra. Rồi mình sẽ chặt lửa bạn. Đây là cái đồ chặt lửa của con dao sinh tồn. Sợ nó phục vô tay. Rồi chảy. Bỏ chảo lên. Tiếp theo mình bỏ thịt xông khói vào chiên nha bạn. Và sau khói này chúng ta không cần dầu, cứ chiên hồi là nó tự nó ra dầu à. Rồi tiếp theo mình cho tỏi vào chiên cho thơm luôn nha các bạn. Tỏi nè, cho thơm tỏi lên. Rồi bỏ mớ cà rốt với lại đậu que vô chiên luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho xúc xích vào nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ cơm ăn liền. Cái này mình thấy chữ Hàn Quốc các bạn. Chắc của Hàn Quốc. Rồi tiếp theo xịt miếng nước tương vô nha các bạn. Rồi ok. Hoàn thành. Cơm chiên Dương Châu phong cách phục khẩu à. Trời ơi, nó ngon kìa. Thử khất ngay tại bếp luôn nha. Đầy đủ thịt, rau, xúc xích. Rồi có thêm nước tương mặn mặn nữa. Rất là ngon. Này ngon thiệt các bạn. Quá dạ. Rồi khuya cả đám tụi mình ngủ nha bạn. Mình sẽ quay xem là mọi người ngủ như thế nào. Đây toàn một sao nó qua ké Tú nó ngủ trong cái mùng nha bạn. Cái giỏng mùng. Tú thì ngủ kế bên. Nói chung là một sao với lại thằng ba sao ngủ chung. Hiếu dầu ăn. Thiếu dầu ăn nữa hả? Bên anh có con trai kìa. Rồi anh cu dĩ hai sao thì nó đem túi ngủ các bạn.
tôi ngủ mà nó dính đất dính sình gì tùm lum này, nó để ra ngoài luôn, để khui luôn. Riêng thằng ăn với lại thằng Bảo là nó ngủ trong lều nha bạn. Nói chung là tụi nó chia cặp hết luôn rồi, mỗi người một cặp, chỉ có thằng Dĩ là nó không có cặp thôi bạn. Dĩ qua ngủ nha anh kìa. Dĩ qua giọng ngủ với anh bên đây cũng được em. Đây. Gì anh? Qua giọng ngủ với anh nè. Thôi đi ngủ đi. Thôi nó ngáy xe lửa dữ lắm nên nó bị bỏ rơi các bạn. Cả đám ai cũng tránh xa nó hết. Tối nay nếu nó mà có ngáy xe lửa thì mình sẽ dậy mình review cho bạn coi là nó ngáy kinh khủng như thế nào nha. Đây mình cứ chui vô giỏng, sau đó tùm lại và ngủ thôi các bạn. Nói chung là cái đám tụi mình là sẽ ngủ trong cái khu nhà ngoan này nha. Sáng mai mình sẽ dậy review tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon. Phát biểu gì sao tiếng xe lửa con Dĩ không? Con anh nó lớn quá em ngủ không được cho nó. Bắt đầu. Lần đầu tiên mình quay được tiếng xe lửa con Dĩ các bạn ơi. Vãi à. Tại sáng các bạn ơi. Nói chung là tối nay ngủ trên võng nên rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ kêu cả đám dậy. Ăn sáng rồi sắp xếp đồ đạc rồi dọn hết mớ đồ ngay chỗ này các bạn. Dọn hết mớ rác nha. Dậy dậy. Trễ rồi. Dậy xe lửa ơi. Dậy, dọn đồ. Ăn ơi. Rồi rồi. Hiện tại một sau của mình sẽ ăn mì sống với uống bò húc nha các bạn. Rồi còn hai sao của mình sẽ ăn bánh mì sandwich với xúc xích với uống bột cụm nha các bạn. Bữa ăn đậm bẹt. Trời ơi, nuốt không nổi luôn. Còn mình ba sao thì bữa sáng ăn xúc xích với uống xịt tin nha mấy bạn. Sao cái số sao càng lớn ăn càng cùi bắp vậy. Ăn gì còn có chút xích gì đi thôi à. Do rồi. Em ăn nhiều quá. Ủa ăn nhiều quá hả? Bốn sao của mình sáng thì sẽ ăn sandwich cuộn với trứng nha các bạn. Đây là salad của mình nè, nãy mình có luộc sẵn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chiên sandwich lên nha các bạn. Mình lại học ở trên mạng nữa nha. Mình thấy trên mạng làm ngon nên mình bắt trước. Sau đó thì mình cũng không biết sao cuộn luôn các bạn. Người ta có cái nĩa còn mình không có. Rồi mình đổi tiếng thật luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn chấm theo kiểu vậy luôn. Đây là thành phẩm của mình sau khi chiên lên mấy bạn à. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Theo mình thấy là cũng hấp dẫn rồi đó. Nếu mà mình làm giống như trên mạng á, mình nghĩ ăn ngon lắm á. Thiếu phô mai. Ngon thiệt. Mấy bạn nên làm thử tại nhà nha. Mình không có sợ đâu. Và cuối cùng là 6 sao của mình. Mình thì đã dọn hết đồ và rác ở khu vực của mình đó bạn. Bây giờ mình chỉ việc ăn xong cái hũ cháo liền này và lên đường thôi. Đây là cái món gọi là cháo ăn liền vị rau củ các bạn. Này mình thấy nó đang chữ Hàn Quốc không à. Và nó hướng dẫn sử dụng là có thể ăn trực tiếp hoặc là đun nó lên. Mình sẽ ăn trực tiếp nha. Đâu có lò vi sóng đâu mà ham nó. Giống chè quá à. Rồi có một cái muỗng lắp ráp nha bạn.
Đây là cái muỗng lắp ráp. Xong. Rồi gói dầu ăn hay gì nè, có tiếng Hàn Quốc, mình nghĩ đây là chữ dầu ăn. Xẻ ra. Sau đầu chế dầu ăn vô. Wow. Nói chung là làm cái gì cũng phải có dầu ăn hết bạn, nó mới trơn tru. Tiếp theo là gói mè. Mè với rong biển. Rồi, thử khất nha. Nó gồm có là rau củ và cà rốt rồi cái gì trắng trắng nè. Thử khất. Không ăn cháo dinh dưỡng quá. Nó lợ lợ chứ nó không có mặn các bạn, lợ nhách à. Hình không biết diễn tả như thế nào nữa. Mà này ăn nó ăn được thôi, nếu như đánh giá là được thôi chứ không có ngon các bạn. Bình thường, nó lợ nhách à. À, nói chung là clip hôm nay là tụi mình là một chuyến phượt từ 0 sao đến 6 sao. Kết quả là phượt thì nó sẽ gọi là chạy ngoài đường ghế vàng rất là mệt luôn. Tối là mình vừa nằm lên võng là ngủ liền, rất là dễ ngủ. Nhưng mà tới khuya thì bị thằng xe lửa nó kêu dậy các bạn. Và mình có quay được khoảnh khắc gọi là nó kéo xe lửa, rất là bá đạo luôn. Và lúc đó mình quay mình thấy thằng Toàn với Tú là nó vẫn còn hớt luôn các bạn. Vậy mình kết thúc video tới đây các bạn. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh các bạn hãy chịu khó click đăng ký kênh. Đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt là khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái video mới nha. 2 đến 3 ngày thì mình mới có thể hoàn thành được một video các bạn. Do phải đi mua đồ, rồi quay, rồi phải chỉnh sửa các kiểu nữa. Nên mất 2 đến 3 ngày mới hoàn thành. Các bạn nhấn đăng ký mới nhận được thông báo nha. Ok, tạm biệt các bạn. Bây giờ cái đám tụi mình sẽ phượt về Bình Dương các bạn ơi. Và tiếp tục với xe điện và xe đạp. Đây thôi.